Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái dây chuyền máy rửa và phân loại hạt đác, máy rửa và chiên loại hạt đác ạ. Ở đây thì cái máy này thì sẽ bao gồm hai khoang, một khoang sụp rửa và sẽ có một cái khoang phân loại ạ. Khoang sụp rửa là cái khoang đầu tiên các bạn đang xem trên màn hình đây. Hạt đác sau khi được ngâm thì sẽ được đổ vào cái khoang sụp rửa này để làm sạch cái hạt đác. Sau đó thì sẽ theo băng tải đây sẽ sử dụng là băng tải nhựa, sẽ theo băng tải này lên cái khoang chia loại phân loại hạt đác. Cái motor giảm tốc của cái máy này là 1 HP và cái máy sụp khí là 3 HP và cái bơm nước, cái máy bơm này là 1 HP. Cái khoang đầu tiên này thì sẽ có kích thước là 900 nhân với này 3500 và nhân với này 1100. Sau khi rửa sạch cái khoang đầu tiên này thì bây giờ nó sẽ sang cái khoang chiên loại hạt đác. Các bạn thấy là hạt đác lên đây là đã rất là chắc rồi. Cái khoang chiên loại thì sẽ có một cái lồng lớn và sẽ rửa và chạm lại cái hạt đác này. Cái máy chiên hạt đác này thì cái lồng quay là sẽ có đường kính là 800 và được làm bằng các cái cây nắp đặc, mà những cây nắp này là 6 ly, được làm bằng inox 304. Và cái motor của cái máy chia loại hạt đác này là 2 HP, bơm xịt là 3 HP. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua máy rửa hạt đác, máy chia loại hạt đác, máy phân loại hạt đác hoặc là các cái máy rửa trái cây rau củ quả công nghiệp, từ máy rửa cho đến dây chuyền hoặc là băng tải, thì liên hệ với này qua số điện thoại trên màn hình là 0908 32 438 hoặc là số 0904 646 238, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của Inox Thanh Hưng, địa chỉ tại 163/8 Phạm Văn Đạo, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Inox Thanh Hưng sẽ tư vấn cho các bạn cũng như là báo giá rẻ trực tiếp tại xưởng sản xuất, không phải qua bất kỳ một trung gian nào. Hàng công nghiệp dày dặn, chất lượng và có độ bền cao ạ. Tất cả các cái máy rửa, các cái dây chuyền rửa cho thực phẩm như này là bên Inox Thanh Hưng là sản xuất hoàn toàn bằng inox 304, không hàn gì xét để đảm bảo 100% vệ sinh an toàn thực phẩm ạ. Các bạn thấy là hạt đác là đã sẽ được phân loại nhiều cỡ khác nhau, nhiều size khác nhau. Cái ở đầu trên sẽ là size nhỏ hơn, đến cái khoang này thì cái size của nó sẽ lớn hơn, và đến cái khoang cuối cùng của nó thì là khoang sẽ lớn hơn nhất. Và đây là cái đầu ngoài của cái máy này. Khi mà hạt đác được phân loại bên trong nó ra đến ngoài này, đến ngoài đầu ngoài này là cái những cái hạt đác lớn nhất, size lớn nhất sẽ được gửi về cái đầu ngoài này. Máy rất là lớn, hiện đại, dài và công suất rất là cao. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua thì liên hệ với lại Inox Thanh Hưng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Inox Thanh Hưng và hẹn